Dạ, đi về Rồi, có ba mình luôn. chào các bạn nha. Đây, hôm nay mình sẽ quay cái sấu Đấy. cổ để cho các bạn xem là cái miệng ác chưa. Bác gọt hay ai gọt đấy? Cái gì đời là... ta ông đâu gọt đây. Chà, lâu lắm rồi nhỉ. Nhìn bốn thấy đời cổ. Mới thấy cái nhỉ. Ông đây, nội tao chơi bị dầu, bố tao chơi bị dầu mày ạ. Ác chưa? Dạ. Đó, tao nói đùa tiếp mày gì ạ. À? Sáu cổ. Mà đi tiếp. Chờ tao dở gì là mới biết đấy. Đúng rồi. Đấy các bạn nha. Khiếp chưa? Đấy, cái đó, miệng các bạn cứ nhìn mà xem. Đấy. Các bạn cứ nhìn đấy. Mà xem. Đấy bác nhé. Sáu của bác. Đây là cái bên bác là ba đời rồi. Bên bác là bà đời thứ ba. Bà đời thứ ba. Đời thứ ba. Mà cái cây luồng hay là cây gì mà cái to vào, cái vào ngày xưa to. Cái này phải đền 140. Độ dài thì được chứ. Đền 140. Đền 140. Cả 140. Mình mang rượu cờ anh cho bác các bạn nhé. Đây đang còn nữa đấy các bạn ơi. Đấy. 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 Đủ lắm, tao nói lắm nhiều vô đủ lắm. Cái này tao làm lấy này, còn cái miệng cậu. Vâng. Nhưng mà hở. Không hở được hở nhân. Lâu ngày quá tao chưa gắn kiều lại. Em vừa gắn kiều lại là biết. Anh hở là hở như thế thôi nhưng mà đam mê lắm chứ ngoài không có cái không có thời gian. Vâng. Mẹ bữa tao tiếc mấy bữa mới được ai được. Vâng. Một bữa đầu tiên đem nhà thả xong cái bà mẹ bỏ chứ tôi. À. Phải được cất. Chưa được lâu lâu được hơn trăm ngày cái mình vừa vừa đem ra chuẩn bị nghiệp vừa đem ra lại bố bỏ chứ. Vâng. Nếu mà chỉ được nếu bữa thả mất. Mất luôn. Đây là bác tôm nọ mua cái rượu xanh của mình các bạn nhé. Bác này dây này còn chưa dở rối này. Nó dúng lại. Đây, cái dây bằng bằng dây của Hàn Quang Quốc các bạn. Là bác nuôi chứ đời tao nuôi chứ. Quảng cáo đi ra đây.